Đấy, kêu rồi, ở đây. Ấy rồi, con ốm mà xem. Thế có giữ không? Kệ nó. Giữ in máy. Có giữ không? Để máy nó cân vào không? Để máy cân thôi, không cần ấn gì nữa. Ừ. Thế nó quay được chưa? Nãy nó kêu ở đấy, nãy được chưa? Được chưa? Đây, đây được chưa? Kệ không ấn nữa chứ gì? Không ấn gì nữa. Ra đây. Ôi, con gì kìa? Ra đây. Bà đang giữ để cho bà đấy cho bà. Ra đây. Đi đây đi dèm chú theo bà. Thôi con đi thôi. Có ăn nữa không? Ấn rồi hả? Cân chưa? Cân rồi. Cân rồi. Cân rồi. Đây. Rồi được. Đây được đấy. Đây cần đấy. Rồi. Cân đối. Cân đối thì cái ý chưa cân cái gì cái đấy thì cho đấy được rồi đấy. Có chấm nữa không? Cứ để in đừng chấm. Thế nó lâu quá. Đấy cân đấy. Ủa cái này nó không được thôi nha, để chúng nó chủ cho ta không. Ta còn đi làm là người ta đi đun nước. Bà uống cà phê cho cháu đi bà. Vâng, vâng. Con chưa uống cái này đâu. Dạ em nhá. Thôi ít thôi, con bắn vào mặt em thì lòi ra cái cà phê, cà pháo này nó kể ra. Nói nghe con ạ.